Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ của bạn. Kính thưa quý vị, một ngày mới lại đến và chúng ta lại có dịp được gặp nhau trong thời lượng của chương trình. Tuy là không quá dài đâu, nhưng cũng đủ để có thể mang đến cho quý vị những thông tin, những kiến thức rất cần thiết để chúng ta có thể chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cho những người thân ở bên cạnh mình. Hiện nay thì y học càng ngày càng có những sự tiến bộ phát triển hơn rất là nhiều. Không phải chỉ là những cái phương pháp, những cái công nghệ mà còn có rất nhiều những cái dịch vụ chăm sóc ra đời để hỗ trợ cho sức khỏe của bệnh nhân. Và nếu như quý vị nào mà chúng ta để ý một chút thì sẽ có nghe đến cụm từ là chăm sóc giảm nhẹ, thì có lẽ là chúng ta sẽ phát hiện ra ở một số những bệnh viện thì chúng ta sẽ có những cái khoa được gọi tên là khoa chăm sóc giảm nhẹ. Và quý vị không hiểu là như vậy khoa này sẽ chuyên điều trị cho những vấn đề sức khỏe như thế nào và có những cái đặc điểm gì, những cái phương pháp được áp dụng tại khoa này ra sao. Thì ngày hôm nay chúng tôi xin phép sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ, cùng trò chuyện và giải đáp những thắc mắc cho tất cả quý vị. Mời quý vị cùng gặp gỡ khách mời của chương trình ngày hôm nay là bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Minh Ngọc. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Diễm Loan. Xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, trước tiên thì xin bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được hiểu chăm sóc giảm nhẹ là gì ạ? Thực ra thì cái từ chăm sóc giảm nhẹ có lẽ ở Việt Nam có một số người sẽ là cảm thấy lạ lẫm. Tuy nhiên thì từ những thập kỷ 60 của thế kỷ 20 thì trên thế giới đã biết tới cái vấn đề này, với cái mong muốn là để giảm thiểu cái nỗi đau cũng như những cái sự đau khổ về mặt thể xác, tâm lý cho những cái người bệnh bị mắc những cái căn bệnh nan y. Đối với ở Việt Nam thì Bộ Y tế từ năm 2006 cũng đã ban hành về vấn đề chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh ung thư và đặc biệt là bệnh AIDS. Thì trong đó cũng đã nhấn mạnh đó là để giảm thiểu những cái sự đau đớn, đau khổ cho cả người bệnh và cả gia đình của người bệnh và những người mà đang đối mặt với những cái bệnh nan y. Thông qua đó mình tầm soát sớm cũng như là phát hiện sớm những cái bất thường về thể xác, ngay cả những cái rối loạn về tâm lý, cảm xúc, về xã hội và tinh thần, từ đó hỗ trợ để nâng cao cái chất lượng cuộc sống cho họ. Đó là cái mục tiêu của cái chăm sóc giảm nhẹ. Dạ, thưa bác sĩ, như vậy thì những đối tượng nào sẽ cần nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ khoa chăm sóc giảm nhẹ của bệnh viện ạ? Chăm sóc giảm nhẹ là một cái khái niệm nó rất là rộng, tại vì đó là vấn đề chăm sóc. Thì thực ra ai cũng có thể có một cái vấn đề gì đó cần chăm sóc giảm nhẹ. Tuy nhiên ở trong về mặt y khoa thì chăm sóc giảm nhẹ sẽ là thứ nhất cái đối tượng mà cần thiết, đó là những cái người mắc bệnh ung thư, đặc biệt là những người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Đối với một số cái bệnh lý mãn tính mà đối diện với có thể là đến tính mạng của họ, ví dụ như là tình trạng suy tim, những cái tình trạng mà bị bệnh lý phổi mãn tính đó, thì trong những cái giai đoạn cuối họ cũng sẽ phải đối mặt với những cái tình trạng ảnh hưởng tới tính mạng. Và đặc biệt là trong những cái bệnh lý mà mãn tính như là suy thận chẳng hạn, và ngay cả đối với người lớn tuổi thì cái tình trạng lão hóa gây ra những cái bệnh lý như Alzheimer, thì đó là những cái đối tượng cần phải được chăm sóc giảm nhẹ. Bất cứ một người bệnh nào mà cái kỳ vọng sống không quá 6 tháng thì đó là cái đối tượng rất là cần thiết, cần phải có sự hỗ trợ của chăm sóc giảm nhẹ. Và đặc biệt thì ngoài cái đối tượng bệnh nhân thì ngay cả người chăm sóc và người thân của những gia đình có bệnh nhân mắc bệnh nan y thì cũng cần phải được chăm sóc giảm nhẹ cho họ. Như vậy thì có nghĩa là chúng ta sẽ có những cái nhóm đối tượng chăm sóc giảm nhẹ không phải chỉ là bệnh nhân. Đúng rồi. Mà có thể là những cái người ở bên cạnh họ đang phải đối diện với một cái vấn đề có thể nói là khá là trầm trọng về tâm lý. Đó là cái việc có thể sẽ chia cắt với người thân bị bệnh lý. Vậy thì họ cũng phải đón nhận cái sự chăm sóc này. Dạ, và Loan nghe tới đây thì Loan cảm thấy khá là lạ. Bởi vì thường mình nghĩ là chỉ có người bệnh mới cần chăm sóc thôi, còn người thân là những người không mắc bệnh. Đúng. Dạ, như vậy thì họ vẫn được chăm sóc. Thì cái việc chăm sóc dành cho những đối tượng này sẽ khác biệt như thế nào so với chăm sóc cho những người bệnh ạ? Thì thực ra đối với cái lĩnh vực của chăm sóc giảm nhẹ như đã nói thì nó đúng là nó sẽ khác so với các cái chuyên khoa khác. Là bởi vì thứ nhất là cái đối tượng của nó sẽ rất là nhiều, không phải đơn thuần là người bệnh,
Cái thứ hai là vấn đề điều trị không đơn thuần đó là điều trị đặc hiệu. Ở đây là chúng tôi điều trị về mặt triệu chứng, giảm thiểu những cái triệu chứng khó chịu cho người bệnh ở cái giai đoạn bệnh nặng, bệnh ác tính. Và ngoài ra thì hỗ trợ cả về mặt tâm lý, về mặt xã hội, ngay cả vấn đề tâm linh của họ chúng tôi cũng cần phải biết, cần phải hỗ trợ nếu như họ có những cái suy sụp về tâm lý quá nặng nề. Thì như vậy, cái đối tượng không phải là người bệnh mà là những người thân của họ, những người trực tiếp chăm sóc khi nhìn thấy người nhà, người thân của mình ở trong một cái tình trạng như vậy thì họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng về cái tâm lý cũng rất là nặng nề. Và đặc biệt là khi mà họ tiến dần tới sự chia ly giữa những người thân của mình khi mà người bệnh ở giai đoạn cuối đời, thì những cái điều đó đôi khi họ rất là khó có thể vượt qua và khó có thể có được một cái tâm lý vững vàng để đối diện với những cái sự việc như vậy. Trong khoa thì bác sĩ chứng kiến rất là nhiều những cái hoàn cảnh như vậy, thì thấy rằng đôi lúc người nhà còn có cái tâm lý có thể nặng nề hơn đối với cả so với người bệnh. Cho nên thực sự đây là cái đối tượng rất cần thiết để cần phải chăm sóc. Và thực ra khi chúng ta chăm sóc tốt cho người chăm sóc, người thân, thì như vậy bệnh nhân của mình cũng sẽ được hưởng những cái sự chăm sóc đó. Bởi vì quá trình chăm sóc giảm nhẹ là một quá trình rất là lâu dài và rất là mệt mỏi cho tất cả các đối tượng, ngay cả đối với cả bác sĩ. Cho nên khi chúng ta có thể tạo một cái nhóm để có thể chăm sóc giảm nhẹ như vậy thì sẽ nâng đỡ tinh thần của tất cả các đối tượng của chúng ta, và như vậy thì bệnh nhân chúng ta sẽ được hưởng lợi, chúng ta sẽ được chăm sóc tốt hơn bởi những cái người có cái sự hiểu biết cũng như là có tất cả những cái yếu tố, tất cả những cái năng lượng tích cực để truyền cho cái bệnh nhân của mình. Thưa bác sĩ, như vậy thì một trong những vấn đề mà có lẽ là nhiều người cũng sẽ rất là quan tâm đó là tại sao lại cần cung cấp việc chăm sóc giảm nhẹ cho các bệnh nhân như chúng ta vừa chia sẻ với nhau nãy giờ ạ? Đối với cái những cái bệnh mà nan y thì cái vấn đề chăm sóc giảm nhẹ cần phải luôn luôn mà gặp phải đó là một cái quá trình nó quá nhiều cái vấn đề điều trị, nó quá nhiều cái lĩnh vực hóa trị, xạ trị, phẫu thuật trên một cái người bệnh mà trải qua rất là nhiều cái phương pháp như vậy, nó sẽ phát sinh ra rất là nhiều cái biến chứng. Và đôi khi ngoài cái chuyện đó ra thì bản thân tâm lý của họ cũng rất là bất ổn. Bởi vì sao? Chắc chắn đây là một cái bệnh ác tính và cái thời gian sống còn thì không còn dài, nên là nó rất là nhiều vấn đề phát sinh. Nó không đơn thuần là chỉ là uống thuốc xong rồi khỏi. Và người ta chắc chắn được cái điều là uống thuốc xong rồi khỏi thì không có vấn đề gì về tâm lý cả, sẽ yên tâm theo cái chỉ định của bác sĩ. Nhưng mà ở đây đôi khi họ không biết khi nào bệnh của mình chữa khỏi được. Có những người thì sẽ biết là chắc chắn bệnh của mình không chữa khỏi, và có những người cũng đã biết trước được là các biện pháp đó sẽ gây cho mình rất là nhiều đau đớn, rất là nhiều khổ sở. Cho nên là cái vấn đề nó phát sinh trong cái quá trình điều trị, và đôi khi có những chuyện mà người ta chưa thể ngờ tới. Chính vì lý do đó thì chăm sóc giảm nhẹ phải là cái người để hướng cho họ, họ có thể để biết được là họ sẽ có thể gặp như vậy, họ sẽ có thể là bị đau, họ có thể bị nôn ói, họ có thể bị táo bón. Và cái chuyện chăm sóc giảm nhẹ sẽ cố gắng làm sao để cải thiện tối đa, để làm cho cái chất lượng cuộc sống của họ tốt lên. Dạ, và chăm sóc giảm nhẹ thì sẽ bao gồm là những gì thưa bác sĩ? Chăm sóc giảm nhẹ thì bao gồm rất là nhiều cái lĩnh vực. Trong đó cái quan trọng nhất đó là việc kiểm soát những cái triệu chứng do cái bệnh lý gây ra và những cái triệu chứng do tác dụng phụ của các cái biện pháp điều trị đặc hiệu gây ra. Cái thứ hai là chăm sóc giảm nhẹ sẽ hỗ trợ về mặt tinh thần cho họ để họ có thể tuân thủ điều trị một cách tốt hơn, cũng như họ có một cái sự vững chắc trong cái tinh thần để mà chiến đấu với bệnh tật. Một điều nữa đó là ngoài cái việc chú trọng tới bản thân người bệnh thì những cái mối quan hệ xã hội của người bệnh và cái người chăm sóc người bệnh thì đó là những cái đối tượng cũng có liên quan đến bệnh nhân của chúng ta. Những cái đối tượng này cũng có những cái rối loạn không kém gì
bệnh nhân của mình. Chính vì thế đây là cũng như là những cái vấn đề mà cần phải chăm sóc cho bệnh nhân. Thì những cái vấn đề mà kiểm soát trên bản thân người bệnh thì nó xảy ra rất là nhiều vấn đề. Ví dụ như là bệnh nhân có thể đau rất là nhiều, bệnh nhân có thể khó thở dữ dội, thậm chí bệnh nhân không thể sinh hoạt cá nhân được, bệnh nhân có thể nằm tại giường, sẽ có những cái vết loét tì đè xảy ra mà cần phải chăm sóc. Ngoài ra thì bên cạnh đó thì đối với cái đối tượng mà người nhà cũng phải là cái người mà cần được chăm sóc, bởi vì họ phải theo dõi bệnh nhân hàng ngày, họ có rất là có những cái khó khăn mà họ không biết xử trí như thế nào trên cái bệnh nhân của mình, trên cái người thân của mình. Chính vì lý do đó, chăm sóc giảm nhẹ cũng cần phải tiếp cận với người chăm sóc để mà hỗ trợ họ trong cái quá trình chăm sóc người bệnh. Thưa bác sĩ, như vậy thì cái việc chăm sóc giảm nhẹ có thể thực hiện ngay tại nhà hay không ạ? Thực ra chăm sóc giảm nhẹ cái chính á, mà cái công việc chính của họ đôi khi chăm sóc giảm nhẹ tại nhà đó, nó lại quan trọng hơn là ở trong bệnh viện. Bởi vì khi mà giai đoạn người bệnh ở cái giai đoạn cuối á, họ rất là muốn về nhà để gặp người thân của mình. Tuy nhiên vì cái bệnh quá nặng mà về nhà thì không ai chăm sóc được, hoặc tức là không có kiến thức để mà có thể chăm sóc họ tại nhà, thì họ phải vô bệnh viện. Nên nếu mà có một cái dịch vụ chăm sóc tại nhà thì đó là một cái điều hết sức là tốt, và để cho người bệnh có thể cái thoải mái hơn trong cái giai đoạn cuối đời của mình. Thì cái công việc chăm sóc tại nhà nó cũng rất là nhiều vấn đề, và trong đó sẽ giải quyết được tất cả những cái sinh hoạt hàng ngày cho người bệnh. Thậm chí là người bệnh có thể bị bí tiểu thì chăm sóc giảm nhẹ tại nhà có thể là đặt thông tiểu cho bệnh nhân, chăm sóc những cái vết loét tì đè nằm lâu, chăm sóc những cái tình trạng khó thở, hoặc là bệnh nhân sẽ bị ứ động đàm nhất rất là nhiều, thì nhân viên y tế có thể hỗ trợ để hút đàm cho họ, để họ dễ chịu và họ có thể thở được. Những cái thuốc men đôi khi có thể là chúng ta có thể truyền hoặc là tiêm tại nhà theo cái đơn thuốc của bác sĩ đã cho. Thì cái công việc chăm sóc tại nhà nó rất là nhân văn, bởi vì qua đó thì cái nhân viên y tế tiếp cận với bệnh nhân trong một cái thời gian dài, họ có thể trò chuyện bầu bạn với bệnh nhân để mà bệnh nhân quên đi những cái nỗi đau cũng như là quên đi những cái lo toan. Thì như vậy thì đó là một cái điều thực sự thì chăm sóc giảm nhẹ luôn luôn hướng tới cái vấn đề này. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta đã hiểu được về khái niệm chăm sóc giảm nhẹ là gì. Và hiển nhiên, chúng tôi chia sẻ với quý vị về những thông tin này để giúp chúng ta mở rộng thêm những cái tầm hiểu biết. Và hoàn toàn không hề có bất kỳ ai mong muốn là sẽ phải đón nhận cái quá trình chăm sóc này, mà hy vọng rằng chúng ta sẽ khỏe mạnh, hy vọng rằng chúng ta sẽ không mắc bệnh. Và đó là những lời chúc tốt đẹp nhất mà chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị. Mong là quý vị khán giả theo dõi chương trình thường xuyên thì chúng ta sẽ biết cách để bảo vệ sức khỏe của mình thật tốt quý vị nhé. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Bác sĩ của bạn sáng mai.